Tôi chưa từng gặp người này. Cậu chắc chứ? Anh ta là chồng của Chiêu Dương. Chồng của Chiêu Dương? Anh ta đã trốn thoát, dễ tìm gặp Chiêu Dương. Anh ta muốn cái gì chứ? Hình như ông chủ đang lo lắng việc này. Vì sao vậy? Chết tiệt! Ông đã chết rồi mà còn hại tôi được. Cậu có nhớ tôi đã từng nói, tôi và Chiêu Dương có một mối ân oán không ai hiểu được không? Hình như có liên quan tới Duy Kha. Chính Duy Kha là người đã bắt cóc Võ Hiếu, nhốt xuống hầm sản xuất. Và cũng chính là anh ta là kẻ đã cầm đầu nhóm tổ chức phá hoại nơi sản xuất, rồi trốn khỏi nơi đó. Bây giờ anh ta lại xuất hiện trước mặt Chiêu Dương. Cậu thử đặt câu hỏi giùm tôi, xem anh ta muốn gì. Nếu như anh ta có ý định phá hoại tổ chức, sao ông chủ không báo cho Chiêu Dương biết? Mấu chốt ở đây là tôi không thể để cho Chiêu Dương biết mối quan hệ giữa tôi và Duy Kha, và càng không thể để cho cô ta biết Võ Hiếu bị giam xuống chỗ đó. Nếu nói như vậy, hiện tại Võ Hiếu đang ở biệt thự của Chiêu Dương. Hình như là như vậy. Cậu cứ bám sát Chiêu Dương, chắc chắn sẽ lân được anh ta. Dạ, lão Bành. Và từ đây anh mê